từ muôn nẻo đường kết thành đất Việt, những tuyến xe vạn công thành được vận hành nối tiếp nhau bằng tất cả trách nhiệm, kinh nghiệm và sự tận tâm. Mang thêm niềm tin của khách hàng vào từng chuyển động, chúng tôi đã luôn tiến về phía trước với sứ mệnh nối liền mọi khoảng cách địa lý, bất kể thành thị hay nông thôn, bất kể xa xôi hay khó khăn nhất. Chỉ cần khách hàng trao gửi cơ hội, đội ngũ Vạn Công Thành luôn trong tâm thế sẵn sàng phục vụ. Xe lăn bánh, chúng tôi tiếp tục hành trình kết nối niềm tin. Tự hào là nhà thầu vận tải chính thức cho các công ty đa quốc gia và các công ty hàng đầu tại Việt Nam. Xuyên suốt 15 năm hình thành và phát triển, công ty nước giải khát Coca-Cola Việt Nam, Coca-Cola Beverage Việt Nam Limited, công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk, công ty cổ phần đường Biên Hòa, công ty trách nhiệm hữu hạn Friesland Campina Việt Nam, công ty cổ phần Uniband, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà máy bia Heineken Việt Nam, cùng nhiều nữa những thương hiệu nổi bật với những tiếng vang trong hoạt động trên thương trường. Số lượng xe hoạt động thường xuyên là 387 chiếc, bao gồm các xe bồn, tải nặng, tải vừa và tải nhẹ. Lượng xe dự phòng chiếm đến 10% trên tổng số xe hoạt động thường xuyên, hoạt động trên tất cả các tuyến đường trong phạm vi 63 tỉnh thành. Những con số ấn tượng kể trên phần nào minh chứng cho thành quả của đội ngũ Vạn Công Thành. Xuất phát điểm chỉ từ duy nhất một chiếc xe, sau 15 năm hoạt động, công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thương mại dịch vụ Vạn Công Thành đã tạo dựng vị thế riêng trên thị trường. Chiếc xe tải đầu tiên đến nay đã trở thành một minh chứng thép cho việc thành công vượt bậc đến từ những nỗ lực và cống hiến nghề nghiệp không ngưng nghỉ. Từ chiếc xe duy nhất này, công ty từng bước sở hữu chiếc xe thứ hai, thứ ba, và giờ đã nâng lên đến hàng trăm chiếc, con số mà mọi hãng vận tải đều mơ ước có được. Thật không quá lời khi cho rằng chiếc xe 54L3296 là điểm khởi đầu đầy phi thường để Vạn Công Thành phát triển vững mạnh. Không chỉ mang giá trị nền tảng khi xây dựng công ty từ những ngày đầu tiên, chiếc xe giờ đây là một niềm tự hào, một biểu tượng tinh thần không thể thiếu, nơi nhắc nhở mỗi con người Vạn Công Thành về cội nguồn của thành công vững bền, cũng là nơi trở về yên bình sau mỗi chuyến đi. Là doanh nghiệp có truyền thống trong lĩnh vực đại lý vận tải, chúng tôi mang đến cho khách hàng các loại hình dịch vụ đa dạng trọn gói, từ hàng rời, hàng bách hóa, hàng container đến các hàng siêu trường trọng, hàng thiết bị đặc biệt với bất kỳ khối lượng nào. Với cam kết nỗ lực cải tiến thành đạt, Vạn Công Thành không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường và cải tiến phương tiện vận tải, hoàn thiện hệ thống quản lý và cung cách phục vụ khách hàng. Top 500 doanh nghiệp phát triển nhanh nhất Việt Nam, được nhiều tổ chức kiểm định chất lượng quốc tế công nhận, luôn hoàn thành các chỉ tiêu về thuế và chính sách của nhà nước. Chúng tôi hiểu rằng thành quả ngày hôm nay đạt được là nhờ vào nền tảng con người vững chắc mà công ty đã nỗ lực xây dựng từ những ngày đầu tiên, với đội ngũ cán bộ công nhân viên được tiêu chuẩn hóa theo kinh nghiệm, trình độ và năng lực, được huấn luyện nghiệp vụ và đào tạo thường xuyên theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Từng con người mang trên mình màu áo Vạn Công Thành đều là niềm tin trọn vẹn mà chúng tôi gửi đến khách hàng. 15 năm qua và cả hành trình tương lai rộng mở, sắc áo này sẽ luôn rực màu của tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và nhiệt thành. Từ ngày đầu thành lập, công ty đã trải qua rất là nhiều cái khó khăn và chúng tôi cũng vinh dự có được rất là nhiều cái khách hàng hợp tác. Nhưng mà cái ấn tượng đầu tiên là công ty chúng tôi đã ký hợp đồng với một công ty mang tầm cỡ quốc tế là Coca-Cola và Vinamilk. Là cái buổi ban đầu chỉ có một chiếc xe tải, nay là 15 năm vượt qua một chặng đường và chúng tôi đã có trong một cái đội ngũ là 387 chiếc xe tải, bao gồm từ xe nhỏ lớn đến container. Doanh số của những năm đầu là vài trăm triệu trên một năm, nhưng đến nay là con số đã tăng vọt là vài trăm tỷ trên một năm. Hiện tại công ty chúng tôi đang là đối tác của những công ty mang tầm cỡ quốc tế và rất nhiều công ty nhỏ lẻ trên thị trường hiện nay. Chúng tôi thấu hiểu được cái thành công của khách hàng chính là thành công của công ty chúng tôi, nên Vạn Công Thành lúc nào cũng mang đến cho khách hàng một cái dịch vụ vận tải chất lượng đi kèm với cái giá cả rất cạnh tranh.
Công ty chúng tôi luôn trau dồi kiến thức cho đội ngũ cán bộ công nhân viên, đồng hành cùng khách hàng theo một cái xu hướng phát triển công nghệ hiện đại nhất. Cái KPI của công ty chúng tôi đưa ra với cam kết phục vụ vận chuyển cho khách hàng phải đạt cái chất lượng là 100%. Và chúng tôi luôn nhận được những cái sự phản hồi tích cực từ phía khách hàng. Với đối tác khách hàng, Vạn Công Thành là một trong số những doanh nghiệp hiếm hoi tại Việt Nam chú trọng phát triển dịch vụ trọn gói cho khách hàng. Ngoài thế mạnh vận chuyển đường bộ, Vạn Công Thành đầu tư nghiêm túc và bài bản vào chất lượng dịch vụ nhằm phục vụ khách hàng một cách tốt nhất. Phát triển các dịch vụ kho bãi, thu tiền, bốc xếp, sửa chữa, logistics tích hợp mang lại giá trị thực tiễn cho các đối tác. Ngoài ra, những năm gần đây, công ty còn mở rộng mảng nhập khẩu vỏ xe trực tiếp từ nước ngoài như Thái Lan, Trung Quốc, cung cấp các phụ tùng thay thế và sửa chữa xe, giúp giảm chi phí, từ đó giảm giá thành vận chuyển mà vẫn bảo đảm chất lượng. Từng bước hoàn thiện bản thân để tự hào trở thành nhà cung cấp và tư vấn giải pháp chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam và là nhà cung cấp dịch vụ cho chuỗi hệ thống khách hàng tầm cỡ quốc tế xuyên suốt 15 năm qua. Xây dựng một khu nhà nội trú cao cấp với không gian sống hiện đại tiện nghi dưới cái tên Đại Thuận Phát, công ty con của Vạn Công Thành. Với cán bộ công nhân viên, đặc biệt là các tài xế, khi dấn thân vào ngành vận chuyển, chúng tôi hiểu rằng mỗi tài xế đều mang theo giấc mơ làm chủ một chiếc xe của riêng mình. Đó cũng là lý do vì sao khi thị trường bị chi phối mạnh mẽ bởi sự xuất hiện của các ứng dụng đặt xe mới như Grab, Uber, nguồn tài xế gặp nhiều biến động hơn bao giờ hết. Sự dịch chuyển một lượng lớn tài xế đang làm việc cho các hãng vận tải sang đầu quân cho Grab, Uber khiến cho không ít doanh nghiệp lao đao. Nằm ngoài sự biến động đó, Vạn Công Thành cùng đội ngũ tài xế đông đảo vẫn vững vàng phát triển, ngày một lớn mạnh và vươn xa. Bởi ngay từ những ngày đầu tiên, chúng tôi đã chứng minh được rằng trở thành một phần của Vạn Công Thành luôn là sự lựa chọn đúng đắn để không bao giờ đơn độc trong bất kỳ khó khăn nào. Sự ổn định trong công việc, sự chăm lo chu đáo của ban giám đốc đã tạo dựng được niềm tin trong mỗi cán bộ công nhân viên của Vạn Công Thành. Trong những năm tới, công ty sẽ đầu tư tất cả mọi mặt để phát triển các hoạt động logistics tích hợp, đa dạng hóa sản phẩm, hoàn thiện hơn về mặt chất lượng dịch vụ, tăng cường công tác đào tạo đội ngũ nhân viên có trình độ hiểu biết theo cái xu hướng công nghệ 4.0. Chúng tôi tự hào cái sự thành công của khách hàng là có một phần đóng góp của Vạn Công Thành. Về phía nội bộ công ty, tôi cảm thấy rất là hài lòng vì đã tạo ra được một niềm tin vững chắc về sự gắn kết vật chất cũng như tinh thần cho toàn thể đại gia đình Vạn Công Thành. Trong đó nòng cốt là niềm tin và đội ngũ tài xế cũng như nhân viên, và ngược lại cũng thấy được cái niềm tin của mọi người hướng về công ty. Các khóa học ngắn hạn và dài hạn luôn được ban giám đốc công ty chú trọng nhằm trang bị kỹ năng mềm cho lực lượng cán bộ công nhân viên để mỗi cá nhân đều có cơ hội phát triển bản thân một cách tốt nhất. Đơn cử như buổi tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy giúp các bác tài có thêm kiến thức sẵn sàng ứng biến trong các tình huống khẩn cấp, hay như buổi thuyết giảng nhân ngày lễ Vu Lan mà ban giám đốc đặc biệt dành riêng cho đội ngũ Vạn Công Thành để mỗi người thấu hiểu những giá trị đích thực của cuộc sống. Các chương trình từ thiện được tổ chức đều đặn như chương trình Đèn Đom Đóm, phát gạo cho người nghèo với con số lên đến 5 tấn gạo một năm, phát quà cho thiếu nhi nhân ngày 1 tháng 6. Tất cả đều hướng đến sự sẻ chia, mang đến nhiều giá trị thiết thực. Nhìn lại chặng đường 15 năm để cùng nhau kiến tạo những hành trình tuyệt vời hơn nữa, hành trình đó được tạo nên từ niềm tự hào Vạn Công Thành trong mỗi cá nhân, từ sự gắn kết của một tập thể lớn mạnh và từ niềm tin vững chắc của quý đối tác khách hàng. Những khung trời hiện ra trước tay lái không chỉ để giao nhận hàng trong niềm tin trọn vẹn mà còn là khung trời của rất nhiều giấc mơ. 15 năm tuy dài nhưng đối với tập thể Vạn Công Thành chỉ là bước khởi đầu cho những cột mốc phía trước. Như những con đường không có điểm kết, chúng tôi tin rằng tập thể cán bộ công nhân viên Vạn Công Thành sẽ tiếp tục hiện thực hóa nhiều dấu ấn đáng tự hào vì thành quả tuyệt vời nhất luôn nằm ở tương lai.
Vạn Công Thành, kết nối niềm tin vững vàng phát triển.